không thể nào tin nổi. Xin nha, đi vào vấn đề liền luôn là rất nhiều những bản tin hôm nay là nó dài lê thê luôn nha quý vị. Và mở đầu đó là bản tin liên quan đến ông tỷ phú Elon Musk. Trời ơi quý vị, ông này đây không thể nào tin nổi rằng là ông cũng đã bắt đầu đi kiếm nhà và đang bỏ xuống một cái số tiền rất là kinh khủng, đó là 100 triệu đô để mua cái căn nhà sát bên hông của Tổng thống Trump, để làm hàng xóm của Tổng thống Trump đó thưa quý vị. Và đây là cái căn nhà, đây xin nhà để hình cho quý vị xem. Và bản tin chi tiết đó là vào ngày 10 tháng 12 trang Red Bar News cũng đã đưa tin rằng ông tỷ phú Elon Musk đang đề nghị mua lại một ngôi nhà gần dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở ngay tại Palm Beach, tiểu bang Florida. Theo như Page Six đưa tin thì ông tỷ phú Elon Musk được cho là đã đề nghị mua một căn nhà áp mái ở khu vực kế bên dinh thự của Tổng thống Trump với giá 100 triệu đô. Bất động sản này rộng 1.765 m². Ông tỷ phú Elon Musk và Tổng thống Trump thường xuyên được nhìn thấy bên nhau và ông hiện nay cũng đã trở thành cố vấn hàng đầu của Tổng thống Trump. Vâng, quý vị thấy là giờ đây thì ông Elon Musk ngày đây ông đang kiếm một căn nhà ở kế nhà Tổng thống Trump luôn thưa quý vị. Và ông không cần phải trả giá mà ông nói bây giờ tôi đưa xuống 100 triệu đô, có lấy hay không? Trời ơi, quý vị biết là ông Elon Musk bây giờ hầu như là ông ở ngay tại dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Trump mỗi ngày luôn thưa quý vị. Cho nên là chắc là ông cần phải kiếm một cái căn nhà, cái không gian riêng của ông. Tại vì không lẽ ông đi ở nhờ nhà của Tổng thống Trump hoài thì cũng kỳ đúng không? Mà ông lẽ Tổng thống Trump thì lại lấy tiền của ông thì còn kỳ hơn nữa. Cho nên đó là lý do Xin Nha nghĩ rằng là ông Elon Musk quý vị là ổng đang kiếm cái căn nhà này đây và ổng đã chọn được rồi. Bây giờ tùy theo cái người chủ của cái căn nhà này có bán cho ổng hay không mà thôi. Và một trong những thông tin khác nữa mà Xin Nha muốn chia sẻ với quý vị đó là liên quan đến ông thủ tướng của Hungary. Thì mới đây thôi chúng ta vừa biết là ông Viktor Orbán, thủ tướng của Hungary, vào tuần này cũng đã đến ngay tại dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Trump để gặp ngài và ông tỷ phú Elon Musk. Vâng, quý vị thấy đó là bây giờ thì cái dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Trump đó giống như là cái tòa bạch ốc vậy quý vị. Nhiều nguyên thủ quốc gia đến còn hơn cả cái tòa bạch ốc của ông Joe Biden. Và đây là một cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là Tổng thống Trump, ngay cả ông thủ tướng Canada là ông Justin Trudeau, ông cũng đã đi đến dinh thự Mar-a-Lago để ăn bữa tối. Và Tổng thống Trump bây giờ đang chọc vui vui thôi. Đó là ngài vừa qua cũng đã đưa ra một cái thông điệp và gọi cái quốc gia Canada là một cái state đó quý vị, là một tiểu bang. Và Mexico cũng gọi là tiểu bang của nước Mỹ đó quý vị, khi mà vừa qua Tổng thống Trump ngồi xuống ăn bữa tối với lại ông thủ tướng Canada là Justin Trudeau. Ông Trudeau ông chia sẻ rằng là ông không có khả năng để mà trả những cái số tiền đánh thuế quan đó quý vị, là 25% thêm nữa lên hàng hóa của Canada. Cho nên Tổng thống Trump nói là nếu như mà như vậy thì hãy trở thành tiểu bang thứ 51 của đất nước Hoa Kỳ. Và thông tin kế tiếp nữa đó là liên quan đến nội các của Tổng thống Trump. Một trong những nhân vật rất là quen thuộc luôn mà Tổng thống Trump đã chọn vào ngày hôm nay để trở thành một người sẽ làm việc trong nội các của ngài ở ngay tại Hy Lạp thưa quý vị. Đó chính là ngày 10 tháng 12, Red Bar News cũng đã đưa tin rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên bố vào hôm thứ Ba rằng ngài sẽ đề cử Kimberly Guilfoyle, 55 tuổi làm đại sứ Hoa Kỳ tại Hy Lạp. Bà Kimberly từng là cựu người dẫn chương trình của Fox News, chuyển sang làm người gây quỹ chính trị và đã từng giúp đỡ cho Tổng thống Trump trong những năm 2020 thưa quý vị, để mà vận động tranh cử. Và hiện thì bà đang hẹn hò với lại cậu con trai cả của Tổng thống Trump, đó là Donald Trump Jr. Tổng thống Trump cho biết trong một tuyên bố, đây xin nha để hình cô này cho quý vị nhìn thấy. Trong nhiều năm qua, Kimberly là một người bạn thân thiết và đồng minh, kinh nghiệm sâu rộng của bà và khả năng lãnh đạo trong luật pháp, truyền thông và chính trị cùng với trí tuệ sắc sảo khiến cho bà ấy có đủ điều kiện để đại diện cho Hoa Kỳ và bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Bà Kimberly cũng đã viết trên phương tiện truyền thông mạng xã hội X sau thông báo trên của Tổng thống Trump. Tôi rất vinh dự khi được Tổng thống Trump đề cử làm đại sứ tiếp theo tại Hy Lạp và tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ của Thượng viện Hoa Kỳ. Là đại sứ, tôi mong muốn thực hiện chương trình nghị sự của Trump, hỗ trợ các đồng minh Hy Lạp của chúng ta và mở ra một kỷ nguyên mới của hòa bình và thịnh vượng. Việc đề cử bà Kimberly sẽ cần được Thượng viện xác nhận.
Vâng, bà Kimberly cũng giống như những người mà có những chức vụ cao trong nội các của Tổng thống Trump cần phải được thông qua ở ngay tại Thượng viện, thưa quý vị, là họ bị phỏng vấn và sau đó thì Thượng viện, những người thượng nghị sĩ mà hiện nay Đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số, họ sẽ bỏ phiếu để xem bà Kimberly này đây có khả năng để trở thành cái người đại sứ Hoa Kỳ ở ngay tại Hy Lạp hay không. Tuy nhiên, liên quan đến cái bà Kimberly này đây thì Xuân Nhâm muốn chia sẻ với quý vị là cái bà này, bà là bạn gái của con trai cả của Tổng thống Trump, đó chính là ông Don Jr., Donald Trump Jr., thưa quý vị. Và Donald Trump Jr. thì hiện nay có vẻ như là đã chia tay với lại cái bà Kimberly này rồi. Và chúng ta biết rằng là nhiều nguồn tin bên trong gia đình của Tổng thống Trump, những người thân cận, họ cho biết là ông Donald Trump Jr. và Kimberly cũng đã chia tay khi ông chụp hình cùng với là một người phụ nữ thượng lưu khác tên là Bettina Anderson. Và hôm thứ Ba thì tờ Daily Mail đã đăng tải hình ảnh của Donald Trump Jr. cùng với lại bà Anderson nắm tay nhau ở nơi công cộng sau bữa tối lãng mạn được cho là để mừng sinh nhật lần thứ 38 của cô bạn gái mới. Vâng, và đây là hình ảnh của hai người đã được những người nhà báo họ chụp lại, thì có vẻ là bà Kimberly không còn là người vợ sắp cưới, tại vì hai người cũng đã kết đính hôn chứ quý vị ạ. Engagement, hai người đã đính hôn vào năm 2020. Tuy nhiên thì như quý vị biết là bà Kimberly là bạn gái của Donald Trump Jr. là cũng rất là lâu rồi. Và một điều không biết quý vị biết hay không là cái bà Kimberly này đây, trước đây bà là vợ của ông thống đốc tiểu bang California là Gavin Newsom, thưa quý vị. Đây là vợ cũ của Gavin Newsom. Cho nên khi mà Kimberly chia tay với lại Donald Trump Jr. thì rất nhiều người họ mừng đó quý vị, tại vì họ cũng nghĩ rằng là tại sao Donald Trump Jr., con trai của Tổng thống Trump, lại đi lấy vợ cũ của ông thống đốc Gavin Newsom bên đảng Dân Chủ, là cái bà Kimberly này đây. Cộng thêm nữa, hai người tuổi tác rất là xa luôn. Con trai của Tổng thống Trump thì mới có 40, để xin nhanh cho quý vị biết, 46 tuổi thôi. Còn bà Kimberly này đây 55 tuổi, thưa quý vị. Tuy nhiên thì cô bạn gái mới của Donald Trump Jr. thì cô này cổ 38 tuổi, theo như truyền thông báo chí đưa tin. Và như quý vị thấy là Kimberly trước đây là vợ của Gavin Newsom, thưa quý vị. Cho nên bây giờ hai người chia tay thì cũng là một cái điều tốt của quý vị, tại vì dù Kimberly là một người trung thành với Tổng thống Trump lắm quý vị, nhưng đối với lại Sư Nha thì Sư Nha thấy là cái mối tình này đây nó khó có thể giống như đi xa được quý vị, là tại vì cái bà này dù sao cũng là vợ cũ của Gavin Newsom. Và một trong những thông tin khác nữa mà chúng ta mới vừa biết được liên quan đến một vị trí khá là quan trọng mà Tổng thống Trump cũng đã đề cử vào ngày hôm nay, đó chính là Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng đã đề cử bà Harmeet K. Dillon làm trợ lý cho Bộ trưởng Tư pháp về quyền công dân tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Để xin nhận địa hình của bà ấy cho quý vị cùng xem. Tổng thống Trump mới vừa đề cử vào ngày hôm nay thôi, thưa quý vị. Bà Dillon là một luật sư kỳ cựu và là người bảo vệ kiên định các giá trị bảo thủ. Tổng thống Trump chia sẻ trong một tuyên bố, tôi rất vui mừng được đề cử bà Harmeet Dillon làm trợ lý Bộ trưởng Tư pháp về quyền công dân tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Trong suốt sự nghiệp của mình thì bà Harmeet cũng đã liên tục đứng lên để bảo vệ quyền tự do dân sự mà chúng ta trân trọng, bao gồm cả việc chống lại Big Tech, vì kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận của chúng ta, đại diện cho những người theo đạo Thiên Chúa bị ngăn cản cầu nguyện cùng nhau trong thời kỳ dịch cúm Vũ Hán, và kiện các tập đoàn sử dụng các chính sách thức tỉnh để phân biệt đối xử với người lao động của họ. Bà Harmeet là một trong những luật sư hàng đầu của đất nước, đấu tranh để bảo đảm rằng tất cả và chỉ có những lá phiếu bầu hợp pháp mới được tính. Trong vai trò mới ngay tại Bộ Tư pháp thì Harmeet cũng sẽ là người bảo vệ không biết mệt mỏi cho quyền hiến pháp của chúng ta và sẽ thực thi quyền công dân và luật bầu cử một cách công bằng và vững chắc. Vâng, quý vị thấy là nội các của Tổng thống Trump bây giờ thì ngài chọn ra toàn là những người mà đi theo cái đường lối chính sách của Tổng thống Trump mà thôi, và nhất là cái vấn đề bầu cử, thưa quý vị. Như quý vị thấy là vừa qua là Tổng thống Trump có cô con dâu của ngài cũng đã đưa hàng trăm, hàng ngàn người, thưa quý vị, hàng chục, hàng trăm ngàn người, những người tình nguyện viên để đi vào giám sát tận những phòng phiếu, và cô cũng đã mướn hơn 3.000 người luật sư để mà đứng canh kiểm đếm bất cứ điều gì xảy ra thì những người luật sư đó họ sẽ can thiệp vào. Cho nên giờ đây thì những người như bà Dillon này đây cũng là những người cứng rắn về vấn đề gian lận bầu cử nữa, thưa quý vị.
Cho nên là bây giờ thì có vẻ như là mà bà mặc cái áo đỏ lồm luôn, quý vị thấy màu đỏ là màu của Cộng Hòa. Và đương nhiên nói đến nội các của Tổng thống Trump thì chọn những người mới vào thì những người cũ cũng phải đá họ đi, đúng không quý vị? Đó là việc ông Christopher Wray, ông này đây là giám đốc của FBI, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, mới vừa chia sẻ rằng tôi sẽ từ chức trước khi Donald Trump sa thải tôi. Ngày 10 tới tháng 12, trang Gateway Pundit đưa tin rằng giám đốc FBI là Christopher Wray, người không muốn bị sa thải, vừa tuyên bố là sẽ từ chức trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Các nguồn tin bên trong cơ quan nắm rõ suy nghĩ của ông ta tiết lộ cho tờ Washington Times biết. Tôi xin nhà để mặt của ông này đây cho quý vị thấy. Tổng thống Trump, người ban đầu đề cử ông Christopher Wray vào chức giám đốc FBI, nhưng ngày càng bất mãn với ông này sau nhiều năm biến cơ quan này thành vũ khí để đột kích dinh thự Mar-a-Lago chống lại ngài. Gần đây thì Tổng thống Trump cũng đã đề cử ông Kash Patel đảm nhiệm chức vụ giám đốc FBI làm người thay thế ông Christopher Wray. Vâng, quý vị biết là cái ông này đây cũng là người gật đầu cho phép để những người thành phần FBI đi đến dinh thự Mar-a-Lago đột kích dinh thự của Tổng thống Trump. Và cộng thêm nữa, họ đã lục soát và liệng những cái hồ sơ tài liệu xuống dưới đất và dàn dựng cảnh để hãm hại Tổng thống Trump, thưa quý vị. Nhưng may mắn thay là ngày hôm nay thì Tổng thống Trump đã trở thành Tổng thống và ông này đây cũng mất cái chức FBI, nhưng ổng nghĩ rằng là ổng tuyên bố là ổng từ chức, thưa quý vị, là ổng sẽ an toàn hạ cánh, hả? Không có cái chuyện này đâu. Ông này đây nè quý vị, đây sắp tới đây sẽ bị cái người giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI tương lai, đó chính là Kash Patel. Ông này là người Mỹ gốc Ấn Độ và ổng là một trong những người mà đã từng làm việc ở bên trong Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng. Ông hiểu rất là rõ những thành phần thế lực ngầm, thưa quý vị. Khi mà ổng trở lại rồi thì bảo đảm quý vị, dù là Christopher Wray có từ chức đi nữa thì ổng cũng sẽ mang trở lại cái vấn đề nhất là đột kích dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Trump để dàn dựng cảnh và hãm hại một người tổng thống. Và bây giờ thì là tổng thống đương nhiệm đắc cử, thưa quý vị. Và đương nhiên là bên phía Bộ Tư pháp cũng sẽ giúp một tay, bởi vì Tổng thống Trump cũng đã chọn ra được một người Bộ trưởng Tư pháp, đó là bà Bondi, một người ở ngay tại tiểu bang Florida, thưa quý vị, và là cựu Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang. Cho nên là những người này đây bây giờ thì rõ ràng Christopher Wray, quý vị, ông này ông từ chức thì cũng chẳng làm được gì đâu, bởi vì ông cũng giống như phao bơi. Và những thành phần khác cứ tưởng rằng là từ chức và trốn khỏi được Donald Trump, mà không có cái chuyện này đâu. Nhưng đương nhiên Tổng thống Trump đã tuyên bố vừa qua là ngài sẽ không có trả thù, và cái sự trả thù của Tổng thống Trump đó là sự thành công của nước Mỹ. Và một trong những thông tin khác nữa đây, trở lại với những cái gương mặt mốc này đây. Quý vị nhìn nhớ mấy cái mặt này không quý vị? Vâng, đây là những gương mặt mà vào ngày 6 tây tháng 1 năm 2021 vừa qua, họ cũng đã đưa những người yêu nước, những người Trump supporters bỏ vào tù, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì bà này đây, bà nghĩ rằng là bà cũng sẽ hạ cánh an toàn sau khi bà xóa hàng trăm những tài liệu của cái ủy ban điều tra biệt bợm ngày 6 tây tháng 1 của Nancy bị lốp xe. Và cộng thêm nữa thì giờ đây bà cũng không có chức vụ gì nữa sau khi bị Tổng thống Trump đá ra khỏi chiếc ghế dân biểu, thưa quý vị. Mới đây ngày 10 tháng 12, Fox News cũng đã đưa tin bà Liz Cheney, cựu dân biểu của đảng Cộng Hòa, đây là một con rhino bự, thật là bự nha quý vị, cựu thành viên của ủy ban đảng phái ngày 6 tháng 1 của bà Nancy bể lốp xe, cho biết vào hôm thứ Hai rằng bà không nên bị đưa vào tù vì bị cáo buộc đã hủy bỏ 117 hồ sơ của ủy ban ngày 6 tháng 1. Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng đã cáo buộc các thành viên của Ủy ban đảng phái ngày 6 tháng 1 vào hôm Chủ nhật vừa qua rằng họ đã hủy bằng chứng của Ủy ban mà ngài cho là đã minh oan cho mình khỏi các cáo buộc sai trái. Xin nhà để hình đây cho quý vị xem. Lời cáo buộc được đưa ra sau khi dân biểu Barry Loudermilk của đảng Cộng Hòa ở ngay tại tiểu bang Georgia, người đứng đầu cuộc điều tra giám sát của Ủy ban quản lý Hạ viện, cho biết vào tháng 1 vừa qua rằng các nhà điều tra của ông cũng đã phát hiện ra rằng 117 tệp hồ sơ đã bị mất, có thể là đã bị xóa hoặc là mã hóa bởi các thành viên của hội đồng do bà Liz Cheney đứng đầu. Vâng, quý vị thấy là giờ đây thì cái bà này đây, quý vị ơi, bà nghĩ, quý vị nghĩ xem nha, Suy Nha hỏi thật với quý vị, nếu như mà một cái ủy ban được chọn ra để điều tra những người gọi là phản nước, đúng không quý vị, những người khi đó họ điều tra là những người mà đã đi vào điện Capitol và họ vu khống Tổng thống Trump là dẫn đầu một cuộc nổi dậy. Và quý vị biết ngày hôm nay hơn 1.500 người Trump supporter, những người đã đi vào cái điện Capitol ôn hòa, thưa quý vị, cầm cờ Trump, cầm những lá cờ Mỹ đi vào bên trong và bị bắt bỏ tù cho đến ngày hôm nay. Và cái bà này đây nè quý vị, nếu cái ủy ban của họ làm những công việc đúng đắn và họ điều tra đúng đắn
thì tại sao lại đi hủy bỏ, đi xóa bỏ 117 cái tài liệu liên quan đến cái vụ điều tra này đây? Nếu mà điều tra hay quá, điều tra đi bỏ người ta vô trong tù, thì ngày hôm nay tại sao cái bà Liz Cheney này lại tuyên bố rằng là tôi là không có thể nào bỏ tôi vô tù được hết vì cái tội mà tôi đã xóa 117 cái hồ sơ của Ủy ban ngày 6 tây tháng 1. Quý vị thấy rằng những cái thành phần của đảng Dân Chủ, thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà quý vị nhìn mỗi một cái người thành phần mà trong cái ủy ban của cái bà này đây, 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 quý vị nhìn những gương mặt này đây, bây giờ cái ủy ban đó đâu rồi? Họ giải tán mà trong tích tắc thôi, thưa quý vị. Họ dẹp liền, bởi vì sao? Sau khi mà những người nhân chứng, như là cái cô mà một trong những cái cô nhân chứng mà nói Tổng thống Trump là bay lên chiếc xe, rồi xong rồi giật tay lái của cái ông tài xế, rồi đòi chạy tới ngay tại điện Capitol. Nhưng mà những cái chuyện này đây là như là cổ tích hả quý vị? Nó hoàn toàn không có thật. Mà họ dựng lên một cái ủy ban, rồi cái ủy ban đó bây giờ quý vị nào mà nói rằng là ông Trump phạm tội được cái gì lật đổ nước Mỹ hay là nổi dậy dẫn đầu cái gì đó, cái ngày 6 tây tháng 1 cái ủy ban này đâu rồi? Nếu mà cho rằng những người mà đang bị ngồi tù ngày hôm nay, thưa quý vị, hơn 1.500 người bị ngồi tù đâu, tại sao cái ủy ban này nó dẹp mất tiêu rồi? Đã giải tán luôn quý vị, mạnh người nào người đó nấy là xách dép bỏ chạy. Rồi cộng thêm bà này là Liz Cheney này đây, xóa 117 cái tập hồ sơ liên quan đến những gì họ điều tra. Quý vị thấy là cái đảng Dân Chủ cộng với những thành phần Rhino phản bội này đây, thưa quý vị, là Republican in name only, là Cộng Hòa, nhưng Dân Chủ nhưng đội lớp Cộng Hòa. Giờ đây quý vị thấy là bây giờ bà này bà nói đừng có bỏ tôi vô tù, tại vì tôi xóa hồ sơ thôi, làm gì bỏ tôi vô tù. Nhưng còn Tổng thống Trump, quý vị thấy là cương vị của một người Tổng thống lưu trữ những cái tài liệu mà Tổng thống có quyền giữ nha quý vị. Nhưng bọn chúng lại đi đột kích, rồi dàn dựng cảnh liệng hồ sơ đủ thứ, ăn cắp đồ sơ đủ thứ kiểu hết trơn. Đấy, bây giờ bọn chúng đang binh vực cho bà này để bà tránh không bị vào tù, thưa quý vị. Và một trong những thông tin kế tiếp nữa cũng rất là quan trọng mà Xuân Nha muốn chia sẻ với tất cả quý vị cũng liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Đó là việc ngày 10 tháng 12, Breitbart News cũng đã đưa tin rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump hiện đang đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh ở ngay tại Ukraine. Trưởng văn phòng Washington của Breitbart News là Matthew Boyle cho biết trong một lần xuất hiện trên chương trình của Donald Trump Jr., kêu gọi một tổng thanh tra đặc biệt xem xét cách sử dụng hàng tỷ đô được trao cho Ukraine. Hôm thứ Ba thì Bộ Tài chính Mỹ cũng đã cấp cho Ukraine khoản vay 20 tỷ đô được tài trợ bằng tài sản bị tịch thu của Nga như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn của nhóm G7 nhằm tăng cường quốc phòng của đất nước này. Số tiền này sẽ được chuyển đến Ukraine thông qua Ngân hàng Thế giới, nơi đã nhận được khoản vay từ Hoa Kỳ vào sáng ngày thứ Ba. Và một trong những thông tin cũng liên quan đến những cái vụ kiện tụng bịp bợm, nhất là những cái bản cáo trạng, thưa quý vị. Như chúng ta biết là bản cáo trạng của ông Chuck Smith, cái ông công tố viên đặc biệt của đảng Dân Chủ, thì ông cũng đã rất đài luôn rồi quý vị, là không kiện tụng gì nữa hết. Tuy nhiên thì một trong những gương mặt mà dày và mặt móc nhất đó chính là cái bà này đây, thưa quý vị. Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang New York, bà mới vừa tuyên bố, không, tôi không bỏ qua được cái bản cáo trạng này, tôi phải kiện Donald Trump đến cùng. Đó là việc ngày 10 tháng 12, Just the News cũng đã đưa tin Bộ trưởng Tư pháp của New York là bà Letitia James hôm thứ Ba tuyên bố là bà sẽ không hủy bỏ phán quyết gian lận dân sự trị giá 464 triệu đô đối với Tổng thống đắc cử Donald Trump, bất chấp chiến thắng của ngài trong cuộc bầu cử. Một luật sư của Tổng thống Trump cũng đã yêu cầu bà Letitia James hủy bỏ vụ kiện vào tháng trước, tuyên bố rằng làm như vậy sẽ vì lợi ích lớn hơn của đất nước và phán quyết sẽ ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống. Tổng thống Trump cũng đã bị ra lệnh phải trả tổng cộng số tiền 464 triệu đô cộng với tiền lãi vào đầu năm nay sau khi ông thẩm phán Cộng sản Dân Chủ là Arthur Engoron đưa ra phán quyết. Văn phòng của bà James cũng đã từ chối yêu cầu từ phía luật sư của Tổng thống Trump trong một lá thư tuyên bố rằng không có cơ sở pháp lý nào để hủy bỏ phán quyết, theo như NBC News đưa tin. Vâng, bà này đúng rồi cô vị, sắp đi gỡ lịch cùng với lại cái bà Liz Cheney. Những thành phần như thế này nè quý vị, bà này vừa qua bà cũng chưa gì thôi nha quý vị, khi Tổng thống Trump đắc cử vào ngày 5 tháng 11 thì vào ngày hôm sau bà lên đài TV, cái đài CNN, bà tuyên bố rằng là tôi đã sẵn sàng cho sự trở lại của Donald Trump. Nếu như mà Donald Trump mà có trả thù thì tôi cũng chấp nhận, tôi đã sẵn sàng hết rồi để nhận lãnh cái sự trả thù này đây. Trời đất ơi, ai mà thèm đi trả thù bà, quý vị thấy đó.
Suốt cả 4 năm trời vừa qua nha quý vị, những thành phần này đây đã một tay bà này trước khi mà bà đi ra tranh cử cho chiếc ghế bộ trưởng tư pháp ở ngay tại New York thưa quý vị. Thì quý vị biết bà tuyên bố rằng là bầu cho tôi đi, tôi sẽ hạ gục Donald Trump. Bầu tôi đi, tôi sẽ bỏ Donald Trump ra đằng sau thanh sắt thưa quý vị. Đấy, cho nên đó là lý do cái bà này đây bây giờ bà không đi ngược lại được, bà phải chiến đấu. Nhưng mà quý vị cứ chờ xem những gì mà bà này đây bà làm thưa quý vị, thì Tổng thống Trump đã có những người tài giỏi như là ở bên phía Cục Điều tra Liên bang FBI và Bộ Tư pháp cũng sẽ chiến đấu với bà này. Những người như vậy là quý vị, thay vì 4 năm trời vừa qua bà nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp, tại sao không lo cho cái thành phố New York và cái tiểu bang New York, giờ đây nó trở thành như là một cái thế giới thứ ba thưa quý vị. Những người tội phạm ở khắp mọi nơi thì không chịu lo, tối ngày cứ nhắm vào Donald Trump mà bản cáo trạng này đến bản cáo trạng khác. Bây giờ còn muốn cướp luôn cả tài sản của ngài nữa. Bắt Tổng thống Trump phải đền bù cái số tiền gần 500 triệu đô thưa quý vị. Đây, nói tới bà này thì nói luôn cái bà khác nữa. Vâng, mình nói mấy người này giống như là mình nói vui vui là gì quý vị, mấy con mắm hả quý vị. Vâng, những cái con mắm này đây từ từ cũng sẽ bị Tổng thống Trump mang ra mà dầm làm mắm, chấm bắp ruốc hả quý vị. Đúng là như vậy. Bà này đây thì mới đây ở ngay tại Georgia thưa quý vị, ngày 10 tháng 12, tòa án cấp cao ngay tại quận Fulton, tiểu bang Georgia cũng đã phát hiện bà biện lý quận Fulton Cộng sản Dân chủ là Fannie Willis đã vắng mặt vì từ chối giao nộp tài liệu trong vụ kiện hồ sơ công khai liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Biện lý quận ngay tại quận Fulton là bà Fannie Willis cũng đã từ chối trả lời vụ kiện hồ sơ công khai, yêu cầu bà phải cung cấp tất cả những hồ sơ tài liệu về các cuộc trao đổi giữa bà với lại ông công tố viên đặc biệt là ông Chuck Smith. Năm ngoái thì Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện là Jim Jordan cũng đã mở một cuộc điều tra về việc liệu bà biện lý quận Fulton là Fannie Willis có phối hợp với các quan chức liên bang trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của bà về Tổng thống Trump và các cộng sự của ngài hay không. Judicial Watch vào hôm thứ Ba cũng đã thông báo rằng tòa án cấp cao ngay tại quận Fulton cũng đã ra lệnh chấp thuận đơn xin phán quyết vắng mặt đối với bà biện lý quận Fannie Willis trong vụ kiện của tổ chức này về các thông tin liên lạc mà bà Fannie Willis cũng đã có với ông công tố viên đặc biệt Chuck Smith và Ủy ban Hạ viện ngày 6 tây tháng 1. Vâng, quý vị biết rằng là bà này đây, bà đã bị bên phía Judicial Watch, quý vị, là phía của ông này đây, kiện tụng bà là ép buộc bà phải công khai những cái cuộc gọi phone, những cái tài liệu, hồ sơ, email, tất cả mọi thứ, những cái text mà bà đã liên lạc với phía của ông Chuck Smith, thưa quý vị, ông công tố viên đặc biệt, cũng là phía của Bộ Tư pháp. Những người này đây đương nhiên họ có cấu kết với nhau. Và bà Fannie Willis này tới cái ngày giờ phải trao ra những cái tài liệu đó thì bà vắng mặt. Cho nên bây giờ một cái người thẩm phán ở ngay tại tiểu bang Georgia cho bà này đây thưa quý vị thời hạn 5 ngày để trao ra những cái tài liệu mà bên phía Judicial Watch họ đề nghị. Và bà không có quyền phản đối hay là từ chối quý vị. Mà nếu như mà bà mà che giấu hay hủy bỏ những cái hồ sơ tài liệu đó thì bà này chắc chắn là cũng sẽ đi gỡ lịch luôn. Và như quý vị biết là cái vụ việc này đây, khi mà bà ngồi ở ngay tại tòa án, bà giải thích về cái mối tình vụng trộm của bà với lại cái ông công tố viên mà làm việc cho bà là cái người yêu, người tình của bà. Cái ông đó thì bây giờ ông biến mất luôn rồi quý vị. Cái vụ này cũng không xong ở ngay tại tiểu bang Georgia, là liên quan đến cái bản cáo trạng vu khống Tổng thống Trump chống lại cái cuộc bầu cử năm 2020, cho rằng tiểu bang Georgia, những cái kết quả ở tiểu bang này đã bị đánh cắp. Và quý vị biết là bà này bây giờ thì không biết bà ở đâu nữa quý vị. Bây giờ chắc là bà trốn chui trốn nhủi như là một con chuột luôn rồi. Và một trong những thông tin kế tiếp nữa mà Sư Nha muốn chia sẻ với tất cả quý vị, đây trở lại với ông tổng thống vĩ đại vô cùng Umbala Joe Biden. Bản tin này quý vị chuẩn bị chưa? Quý vị ngồi vững trên ghế nha quý vị, tại vì bản tin này đây quý vị nghe xong rồi mà quý vị nào đang uống nước mà ăn cơm mà quý vị phải bị sặc luôn. Đó là vào hôm thứ Ba, Joe Biden cũng đã có bài phát biểu về nền kinh tế tồi tệ của mình ngay tại Viện Brookings. Ông Joe Biden đã vô lý đưa ra tuyên bố rằng ông Trump sẽ thừa hưởng nền kinh tế mạnh mẽ của tôi và hy vọng tổng thống mới sẽ không đẩy nó xuống vực sâu thẳm. Ông Joe Biden cho biết, hầu hết các nhà kinh tế đều đồng ý rằng chính quyền mới sẽ thừa hưởng một nền kinh tế khá mạnh mẽ của tôi, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Tôi vô cùng hy vọng rằng chính quyền mới sẽ bảo tồn và phát huy tiến bộ này. Trời. Trời quý vị. Ông này ông trời ơi, ông tuyên bố mà Xuân Gia đọc xong những cái lời tuyên bố của ông mà Xuân Gia dịch ra rồi Xuân Gia cười sặc luôn quý vị. Trời ơi. Làm thế nào mà ông nói là cái nền kinh tế của nước Mỹ bây giờ là trời ơi,
Tôi đã để lại cho Donald Trump thừa hưởng một nền kinh tế mạnh mẽ vô cùng. Bây giờ hãy phát huy nó đi. Trời. Trời, phát huy cái gì trời? Quý vị thấy là, trời, xin nhau nói thật với quý vị nha, đảng Dân Chủ không phải riêng ông này đâu, mà khi mà họ phát biểu, trời, họ rất là tự tin về những cái lời dối trá của họ, quý vị. Trời, vì nền kinh tế, quý vị nào ở ngay Mỹ hay là ở bất cứ quốc gia nào khác cũng bị ảnh hưởng về vấn đề lạm phát nữa. Đi mua cái ly bô bà 8 đô, quý vị, xin nha, không có nói quá đâu, xin nha, sẽ đi mua bô bà và livestream cho quý vị coi. Là cái ly bô bà là đã 7 đô rồi, nếu mà quý vị muốn bô bà thêm, bô bà bỏ vô thêm nha, là thêm 90 xu nữa, 90 cent, rồi cộng thêm tiền cho tiền tip đó quý vị, đó là 20% nữa, thành ra cái ly bô bà 8 đô, mà cộng thêm tô phở 20 đô, trời ơi, một cái tô phở trước đây mình, rồi ổ bánh mì 8 đô quý vị, 7-8 đô, trời. Trước đây nha, ăn bánh mì Cali, chè Cali, trời ơi, rẻ rè quý vị, bây giờ cái gì cũng mắc hết trơn, bó rau 2-3 đô, trời ơi. Cho nên bây giờ ông Joe bảy đần này đây, ông nói quý vị nghe, quý vị cười té ghế không mà. Đây, Donald Trump thừa hưởng nền kinh tế quá mạnh mẽ của tôi, cho nên hãy phát huy đi, Donald Trump. Ông này, đúng rồi, Hoàng Ngô nói đúng, ông này ông ảo tưởng sức mạnh quý vị. Trời ơi, ông ảo tưởng một cách mà xưng nha, trời, xưng nha không thể nào hiểu nổi được đâu, nhưng mà thôi, tội nghiệp ổng. Tại vì dù sao ổng bây giờ cũng giống như là bị vừa bên phe đảng ổng tấn công rồi Tổng thống Trump bên này nữa. Nhưng mà Tổng thống Trump vừa qua cho biết là ngài cũng sẽ không có mướn, không có ra lệnh cho công tố viên đặc biệt gì truy tố ông này hết. Không có truy tố, có trả thù gì hết. Nhưng mà bây giờ ổng tuyên bố cái kiểu mà trời, mình nghe xong mình cũng té ghế luôn quý vị. Vâng, và một trong những bản tin kế tiếp nữa cũng liên quan đến ông này đây, và nhất là liên quan đến Obama thưa quý vị. Ngày 10 tháng 12, một thẩm phán liên bang cũng đã kết thúc kế hoạch của ông Tổng thống Joe Biden nhằm mở ra đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, được gọi là Obamacare, cho những người nhập cư bất hợp pháp đã ghi danh tham gia chương trình đối với các trẻ em bất hợp pháp đến Mỹ. Vào tháng 5, thì ông Biden và bà Kamala cũng đã công bố một quy định cuối cùng để mở danh sách Obamacare cho một số người nhập cư bất hợp pháp để ghi danh tham gia vào chương trình. Vâng, chương trình này đây của ông này nè quý vị. Ông cựu Tổng thống Barack Hussein Obama lần đầu tiên tạo ra chương trình này thông qua lệnh hành pháp bảo vệ hơn 1 triệu người nhập cư bất hợp pháp khỏi bị trục xuất trong nhiều năm. Và hôm thứ Hai thì thẩm phán quận là Daniel Treanor cũng đã ban hành lệnh tạm thời và lệnh hoãn để bảo đảm rằng các cơ quan của ông Biden không thể thực hiện các kế hoạch như trên trong khi vấn đề này đang được tòa án liên bang giải quyết. Vâng, quý vị biết là cái Obamacare thưa quý vị, dành cho người hợp pháp, những quý vị nào đang có Obamacare thì Xuân Nha đồng ý, đó là tiền thuế chúng ta đóng thì chúng ta cần phải được chăm sóc, đúng không ạ? Tuy nhiên, hiện nay đảng Dân Chủ họ đang rất là tuyệt vọng vô cùng luôn quý vị, lý do mà họ đi cung cấp cái vấn đề bảo hiểm y tế cho những người nhập cư bất hợp pháp thì rõ ràng là họ đang làm gì quý vị? Vâng, đang tìm kiếm những người cử tri tương lai của họ. Và đương nhiên đây, bắt đầu từ ông này đây, họ không còn có cái lòng tin của người dân nữa. Cho nên đó là lý do tại sao họ phải đi kiếm những người bất hợp pháp, những người mà chân ướt chân ráo tới nước Mỹ này đây, cứ nghĩ rằng là đảng Dân Chủ là một cái đảng vì dân, nhưng họ là vì những người dân nhập cư bất hợp pháp. Còn những quý vị nào mà thời gian mà quý vị trả tiền bảo hiểm mỗi ngày càng tăng, thì quý vị nên đặt câu hỏi cho cái đảng Dân Chủ này đây. Bởi vì tiền thì chỉ có một nhiêu đó thôi quý vị. Nếu mà lo cho 15 triệu người, hơn 15 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ này đây, thì đương nhiên tiền thuế của chúng ta không thể nào giúp cho vấn đề y tế cho người dân Mỹ, hay là vấn đề vô gia cư, hay những cái vấn đề khác. Lo cho người dân thì ít, nhưng lo cho vấn đề kiếm những người cử tri tương lai thì rất là nhiều. Và một trong những thông tin kế tiếp nữa mà Xuân Nha muốn gửi đến quý vị, đó là việc một cái đoạn video để mà quý vị có thể cẩn thận khi mà quý vị đi chợ. Đây là một đoạn video mà chúng ta mới vừa phát hiện ở ngay tại Nam California thưa quý vị. Và quý vị có thể nhìn thấy, Xuân Nha để lại ngay từ đầu để quý vị xem. Khi mình đi chợ, Xuân Nha cũng giống như quý vị thôi, là mình đẩy cái cart, cái xe đẩy với quý vị. Thì mình đẩy, quý vị để ý cái bà mặc áo màu xanh này đây nha quý vị. Là bà đi tới đi lui ở trong cái chợ, và hai cặp vợ chồng, cái ông này đây, họ coi thịt, họ muốn mua thịt, thì bà vợ bà đẩy cái xe, cái cart của bà. Và quý vị biết là cái xe mà hai vợ chồng lo tìm kiếm kiếm thịt, thì quý vị biết là cái điện thoại của bà này đã bị ăn cắp rồi. Là cái bà mà mặc áo xanh vừa qua đây, quý vị có thể nhìn thấy bà lướt qua một cái, bà bốc, bà thò tay vô trong cái túi để ở trên cái cart, để trên cái xe để đi chợ quý vị.
và bà bóc cái điện thoại, mà không biết bà bóc cái điện thoại hay là cái bóp tiền. Đây là cái vấn đề quý vị nào mà xin quý vị ở ngay tại California và những cái tiểu bang mà nguy hiểm và có cái tình trạng mà những người mà ăn trộm ăn cướp nhiều quý vị, những người tội phạm nhiều. Thì xin quý vị đi chợ đừng có để cái túi của mình nó mở ra như vậy. Những cái túi như là Louis Vuitton đó quý vị, thì những cái túi đó nó không có cái cài kéo cái zipper. Cho nên là quý vị cẩn thận đeo túi, mà Xuân Nha bây giờ cũng không có đeo túi gì nữa quý vị. Xuân Nha mua luôn cái điện thoại mà nó có cái độ kéo vậy nè quý vị, là Xuân Nha trả tiền bằng Apple Pay thôi. Còn cái kéo này á, là Xuân Nha chỉ kéo tới kéo lui như vậy nè quý vị, là có cái bằng lái xe và một cái thẻ rút tiền thôi, là cái trả tiền thôi. Rồi Xuân Nha đi ra ngoài như vậy, Xuân Nha đeo vô cổ, chứ Xuân Nha không có đem bóp đem gì hết trơn, cũng không có đeo đồ gì mắc tiền hết để gây cái sự chú ý. Tại ở California bây giờ nó nguy hiểm lắm thưa quý vị, cho nên là quý vị cần phải cẩn thận. Nếu như mà quý vị đi chợ, đi vô chợ thì đừng có để cái bóp cái túi của mình và đừng có rời xa cái bóp tiền của mình nha quý vị. Và một trong những thông tin kế tiếp mà Xuân Nha muốn chia sẻ với quý vị liên quan đến một đoạn video khác được chia sẻ ở trên TikTok. Quý vị xem đoạn video này quý vị sẽ cảm thấy rất là bực tức vô cùng. Nói sai đúng quý vị? Vâng, đây là cái tên này đây nè quý vị, đi vô trong cái chợ Target và hắn ta đã gom hết những cái cuốn sách của đệ nhất phu nhân Melania Trump. Đây, hắn đang cầm trong tay và hắn đã đi tới cái gian hàng mà có cái thùng rác, có bán thùng rác. Hắn liền vô trong những cái cuốn sách của đệ nhất phu nhân Melania Trump. Hắn liền vô trong đó rồi giơ luôn cái ngón tay giữa nữa quý vị. Đây là một cái hành động mà xấu xa vô cùng. Dù rằng chúng ta không bao giờ mình làm như vậy đâu, Xuân Nha bảo đảm với quý vị. Dù chúng ta không thích Obama hay là Michelle Obama, những người mà có sách của họ, mình cũng không đi làm cái chuyện như vậy. Nhưng tại sao bên phía của đảng Dân Chủ họ lại đi làm cái chuyện mà lấy sách của đệ nhất phu nhân Melania được bán ở trong cái khu chợ Target đó quý vị. Rồi gom hết những cái cuốn sách liền vô trong cái bên phía mà thùng rác. Coi quý vị thấy đó. Đây là một điều mà Xuân Nha thấy không có một cái ý thức, cái người làm, đúng rồi, làm như vậy người ta còn ghét thêm nữa đúng không ạ? Thua mà hả, bị thua mà còn cây cứu nữa. Bởi vậy những người như vậy quý vị, quý vị nhìn thôi cũng biết là có vấn đề nữa. Anyway, thì Xuân Nha coi được cái đoạn video này đây, Xuân Nha rất là tức giận luôn quý vị, bởi vì tại sao lại làm như vậy đúng không ạ? Để như phu nhân nói thật với quý vị, 5-6 cuốn sách cũng không có nhầm nhò gì hết. Nhưng mà cái hành động của cái tên này đây thì đúng rõ ràng là phải bị lên án. Và cái chợ Target đó, tốt nhất là họ có hình ảnh luôn. Đây, được quay luôn cái account của hắn ta đây quý vị. Đây, đây là cái account ở trên TikTok này. Quý vị nào muốn đi tìm hiểu thì quý vị cứ đi. Nhưng mà những thành phần này mình cũng chẳng cần mất thời gian quý vị. Những cái kẻ mà bị chạm dây điện hả quý vị, đúng là như vậy. Tức vô cùng tức luôn quý vị. Và thôi mình không nói tới mấy cái người này nữa. Bây giờ thì Xuân Nha muốn gửi đến quý vị một hình ảnh khác nữa. Đó là những cái chiếc máy bay không người lái. Quý vị ơi, đây là 5.000 chiếc máy bay không người lái được những người kỹ sư họ xếp, họ làm cái setting đó quý vị. Và những cái chiếc máy bay không người lái này đây, nó sẽ bay lên bầu trời và tạo ra cái hình của ông già Noel cho cái dịp lễ Giáng sinh ở ngay tại Hoa Kỳ. Quý vị có thể nhìn thấy là hình ảnh này nó quá là đẹp luôn. Ông già Noel đang cởi mấy con deer sao quý vị, không biết gọi là con gì. Thì đó quý vị có thể nhìn thấy con nai hả quý vị, phải con nai không ạ? Không, không phải con nai. Mấy con deer là con gì? Thì quý vị thấy là ông già Noel đây. Đó, đẹp không ạ? Đây là 5.000 cái máy bay không người lái nè quý vị, 5.000 cái máy bay không người lái. Và cộng thêm nữa, đây là hình ảnh ở bên China hình như. Đây là hình ảnh ở bên China hay là ở bên Singapore, họ cũng sử dụng máy bay không người lái để mà trong cái dịp năm mới vừa qua thì họ cũng đã cho bay cái con rồng ăn cái hộp đó quý vị, cái cục châu hả? Đó, họ làm cái con rồng này đây bay cũng với máy bay không người lái. Oh yeah, con tuần lộc. Yeah, thank you quý vị, con tuần lộc. Con nai nhớ nhớ có con nai thôi quý vị. Trời, chữ này khó quá, không nhớ nổi đâu quý vị ơi. Tuần lộc dears, tuần lộc khó quá quý vị, không nhớ nổi đâu, chữ này khó quá. Đã thì con hưu ở hưu thì Xuân Nha biết, hưu nay Xuân Nha biết, mà tuần lộc khó quá. Đã, quý vị biết là 5.000 cái chiếc máy bay không người lái này đây,
nó tạo thành cái hình của ông già Noel. Tuy nhiên, hiện nay ở ngay tại Ukraine và ở những quốc gia đang xảy ra chiến tranh đó quý vị, họ cũng sử dụng máy bay không người lái. Máy bay không người lái có thể được sử dụng để làm tạo nên những cái hình ảnh rất là đẹp như thế này. Nhưng chỉ cần gắn cái gì đó vô thôi quý vị, cái chất nổ hay gắn cái gì đó vào thì 5.000 cái chiếc máy bay không người lái này đây nó sẽ trở thành 5.000 người lính mà không cần chiến tranh ở ngay tại cái vùng chiến sự luôn quý vị. Và hiện nay Nga, Ukraine, lý do Xuân Nhâm gửi đến quý vị cái hình ảnh này đây là bởi vì nó không chỉ riêng làm đẹp đâu nha quý vị, máy bay không người lái không, nó không chỉ là quay máy camera trên bầu trời để mình nhìn thấy đẹp đâu quý vị, nó rất là kinh khủng vô cùng. Nếu mà nó được bên phía của quân đội thiết kế và để bảo vệ cho nó trở thành một cái vũ khí chiến tranh, thì hiện nay ở ngay tại cái chiến sự giữa Nga và Ukraine, cái cuộc chiến đó họ đã sử dụng rất nhiều những chiếc máy bay không người lái. Như quý vị có thể nhìn thấy, đẹp không quý vị, rất là đẹp ha. Và Trung Cộng vừa qua họ còn, Trung Cộng đó quý vị, vừa qua họ cũng làm biểu diễn máy bay không người lái đó quý vị. Hàng chục ngàn chiếc luôn á, rất là kinh khủng. Nhưng khi mà quý vị nhìn mà họ điều khiển máy bay không người lái mà nó tạo hình như thế này, thì quý vị tưởng tượng mà họ điều khiển cho một cái cuộc chiến thôi quý vị, lại như là ngàn chiếc ở đây, ngàn chiếc ở kia, ngàn chiếc chỗ khác, không cần phải tốn hao một binh lính nào hết, không có một người binh lính nào sẽ xuất hiện ở trên cái trận tuyến đó hết, thì quý vị tưởng tượng nó rất là kinh khủng vô cùng. Và đó là tương lai của cái thế giới này đây thưa quý vị. Tương lai của thế giới này là chúng ta sẽ sử dụng những con robot như là hôm qua Sinh Nha gửi đến quý vị, là những con robot đó, là nếu như mà có những cái sự xung đột giữa những quốc gia thì đây sẽ là những cái vũ khí tương lai, là những cái chiếc máy bay không người lái. Bây giờ thì họ biểu diễn chơi vui vui vậy thôi, chứ còn gắn lên vài cái cục reindeers, đúng rồi, reindeers, nó gắn lên con tuần lộc, ok đó. Cho nên là khi mà quý vị tuần lộc là từ trước 75 hả? Dạ, yeah, I don't know, trời ơi, cái từ này Xuân Nha còn chưa biết nữa, mà quý vị còn hỏi Xuân Nha trước 75 hay sau 75 thì Xuân Nha chịu thua luôn quý vị. I try my best, nhưng mà Xuân Nha bảo đảm với quý vị là Xuân Nha không có sinh ra ở bên Việt, không có ở Việt Nam lâu nha quý vị. Dạ, và đó cũng là bản tin sau cùng những hình ảnh rất là đẹp. Không biết quý vị đã chuẩn bị Giáng sinh hay chưa? Bây giờ mình chỉ còn có khoảng chừng 14 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ chào đón Thiên Chúa. Và quý vị ơi, quý vị nào mà chưa có chuẩn bị thì quý vị hãy chuẩn bị mau mau đi. Mình gần hết rồi, hết ngày hết giờ, chuẩn bị bước sang năm mới để mà chúng ta chào đón vị Tổng thống vĩ đại Donald Trump. Và đó là bản tin sau cùng Xuân Nha gửi đến tất cả quý vị. Xuân Nha kính chúc cho quý vị có một ngày thật là bình an, hạnh phúc, nhiều may mắn bên cạnh người thân và gia đình. Và quý vị ơi, tất cả chúng ta cũng không quên, xin quý vị cùng với lại Xuân Nha tiếp tục hiệp thông, dâng lời cầu nguyện thật mạnh mẽ cho Tổng thống Trump. Cầu nguyện cho sức khỏe, cho sự bình an và cho gia đình của ngài. Cầu nguyện cho đất nước viện trợ cho Ukraine trừ khi quốc gia này đồng ý đàm phán, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho Kiev nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối thỏa thuận. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua của mình, ông Trump đã liên tục đưa ra cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, hoặc thậm chí sớm hơn. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, ông Trump vẫn chưa công bố kế hoạch chi tiết để thực hiện điều đó. Các nhà phân tích và cựu quan chức an ninh đều bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc về khả năng ông Trump thực hiện được lời hứa này do tính chất phức tạp của cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua. Thuyết phục Nga đồng ý tham gia đàm phán cũng sẽ là bài toán khó với nước Mỹ khi hiện tại Moscow đang chiếm ưu thế trước Ukraine trên chiến trường. Ông Egan Rumer, cựu chuyên gia phân tích tình báo hàng đầu của Mỹ về Nga, nhận định ông Putin không hề vội vàng. Theo ông Rumer, nhà lãnh đạo Nga vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ các điều kiện của mình để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và đàm phán. Những điều kiện đó bao gồm Ukraine từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và nhượng lại 4 tỉnh mà Nga đã sáp nhập nhưng hiện chưa kiểm soát hoàn toàn, điều mà Kiev đã thẳng thừng bác bỏ. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau khi phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực và các tổn thất lãnh thổ ngày càng nhiều, đã cho thấy động thái cởi mở với việc đàm phán chấm dứt cuộc chiến, dù vẫn kiên định với mục tiêu gia nhập NATO. Ông Zelensky tuần này cho biết Ukraine cần tìm kiếm các giải pháp ngoại giao khác để giành lại một số vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Thông tin từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, ngày 3 tháng 12, Tổng thống đắc cử Donald Trump đang lên kế hoạch thực hiện một tuần đầu tiên đầy tham vọng tại Nhà Trắng với hàng loạt cam kết chính sách được đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Những ưu tiên của ông Trump trải dài từ việc kiểm soát nhập cư, tăng cường năng lượng nội địa, cải cách giáo dục cho đến tái thiết chính sách thương mại và định hình lại chính sách đối ngoại.
Những kế hoạch này không chỉ nhằm đảo ngược các chính sách của chính quyền tiền nhiệm mà còn thể hiện tham vọng định hướng lại nước Mỹ theo các giá trị mà ông theo đuổi. Ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức, ông Trump dự kiến ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới. Kế hoạch bao gồm đóng cửa biên giới với Mexico, thực hiện trục xuất quy mô lớn đối với những người nhập cư không có giấy tờ và chấm dứt chính sách công nhận quyền công dân cho trẻ em sinh ra tại Mỹ từ cha mẹ nhập cư trái phép. Bên cạnh đó, ông tiếp tục nhấn mạnh việc tái áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ các quốc gia mà ông đánh giá có nguy cơ khủng bố cao. Những chính sách này thể hiện lập trường cứng rắn của ông đối với vấn đề nhập cư, vốn là trọng tâm trong chương trình nghị sự chính trị của ông kể từ chiến dịch tranh cử. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy năng lượng nội địa cũng được đặt lên hàng đầu. Ông Trump cam kết tăng cường sản xuất dầu khí, cho phép khoan dầu mới, xây dựng các nhà máy lọc dầu và phát triển các nhà máy điện hạt nhân nhằm giảm chi phí năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. Đồng thời, ông dự định bãi bỏ các chính sách khí hậu của chính quyền tiền nhiệm, bao gồm thỏa thuận xanh mới và các quy định thúc đẩy xe điện mà ông cho là cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng Mỹ. Không dừng lại ở đó, ông Trump còn hứa sẽ cải cách hệ thống giáo dục bằng cách cắt giảm nguồn tài trợ liên bang cho các trường học giảng dạy những nội dung mà ông cho là không phù hợp, như lý thuyết chủng tộc hay các vấn đề về giới tính. Những tuyên bố này nhấn mạnh nỗ lực của ông trong việc định hướng lại giáo dục Mỹ theo các giá trị truyền thống mà ông coi trọng. Về chính sách thương mại, ông Trump dự định áp đặt thuế quan lên tới 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico nhằm kiểm soát dòng người di cư và ma túy qua biên giới. Ông cũng cam kết áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh không thực hiện các biện pháp cứng rắn để kiểm soát fentanyl, loại ma túy tổng hợp đang gây khủng hoảng ở Mỹ. Những cam kết này phản ánh quyết tâm của ông trong việc tái cân bằng cán cân thương mại và bảo vệ lợi ích kinh tế Mỹ. Trong lĩnh vực đối ngoại, ông Trump thu hút sự chú ý khi tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi nhậm chức. Mặc dù cách thức thực hiện vẫn còn mơ hồ, cam kết này phản ánh tham vọng khẳng định vai trò của Mỹ như một cường quốc hàng đầu trong việc duy trì hòa bình toàn cầu. Với hàng loạt kế hoạch táo bạo, tuần đầu tiên của ông Trump tại Nhà Trắng được dự đoán sẽ đặt nền móng cho một nhiệm kỳ đầy biến động. Dù một số cam kết có thể gặp trở ngại về pháp lý hoặc cần thêm thời gian triển khai, ông Trump đang thể hiện quyết tâm định hình lại nước Mỹ theo tầm nhìn của mình ngay từ những ngày đầu tiên nắm quyền. Những bước đi này không chỉ thu hút sự chú ý trong nước mà còn tạo ra những tác động sâu rộng đến bức tranh chính trị và kinh tế toàn cầu. Theo báo Dân Việt, ông Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 sau khi đánh bại Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua giành chức Tổng thống vào tháng 11. Trong những tuần sau chiến thắng của mình, ông đã công bố một số lựa chọn của mình để lãnh đạo các cơ quan chính phủ và làm nhà ngoại giao chủ chốt. Những lựa chọn này, phần lớn, sẽ cần sự chấp thuận của Thượng viện sau lễ nhậm chức của ông. 8 người trong số những người được ông chọn vào nội các là tỷ phú. Ông Trump đã làm nên lịch sử khi bổ nhiệm nội các giàu nhất mọi thời đại sau cuộc bầu cử năm 2016. Sau đây là bản tóm tắt về những tỷ phú mà Trump muốn đưa vào chính quyền thứ hai của mình. Elon Musk và Vivek Ramaswamy. Ông Trump đã đề cử Elon Musk, CEO của Tesla, Space và X, và doanh nhân Vivek Ramaswamy làm đồng lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ. Họ sẽ cắt giảm các quy định liên bang và chi tiêu mà họ coi là phù phiếm. Tỷ phú Musk được Forbes ước tính là người giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản ròng hơn 336 tỷ đô la. Ramaswamy, người nổi lên là ứng cử viên bảo thủ được yêu thích sau chiến dịch tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2024, ước tính có giá trị tài sản ít nhất là 1,1 tỷ đô la, theo Forbes. Doanh nhân Ramaswamy kiếm được tài sản thông qua cổ phiếu của công ty Roivant Sciences, công ty mà ông đồng sáng lập vào năm 2014, Warren Stephens. Ngày 1 tháng 12, ông Trump tuyên bố rằng ông sẽ bổ nhiệm Warren Stephens, CEO của công ty dịch vụ tài chính Stephens Inc., làm đại sứ tại Vương quốc Anh. Forbes ước tính rằng ông có giá trị tài sản là 3,4 tỷ đô la. Trong 38 năm qua, trong khi giữ chức vụ chủ tịch, tổng giám đốc điều hành của công ty Stephens Inc., Warren đã xây dựng một công ty dịch vụ tài chính tuyệt vời, đồng thời quên mình cống hiến cho cộng đồng với tư cách là một nhà từ thiện. Charlie Kushner. Vào cuối tuần, ông Trump đã thông báo rằng ông có kế hoạch bổ nhiệm Charlie Kushner, cha của con rể Trump là Jared Kushner, làm đại sứ của ông tại Pháp. Forbes ước tính gia đình Kushner có giá trị tài sản hơn 7 tỷ đô la. Kushner là người sáng lập công ty bất động sản Kushner Company. Vào tháng 10, Forbes cũng ước tính rằng công ty Kushner có giá trị 2,9 tỷ đô la. Linda McMahon. Linda McMahon, người được ông Trump lựa chọn để lãnh đạo Bộ Giáo dục, là một giám đốc điều hành doanh nghiệp và là vợ của tỷ phú Vince McMahon, người có giá trị